khóa lễ được cử hành trang nghiêm, gồm nghi thức sái tịnh, trì kinh, thành tâm tưởng niệm linh hồn các anh hùng liệt sĩ, cầu siêu các tướng sĩ nhà Trần đã tử trận trong các cuộc kháng chiến chống giặc Nguyên Mông ở thế kỷ 13. Đồng thời, cầu cho phong điều vũ thuận, quốc thái dân an, dịch bệnh được tiêu trừ. Trước đó, chư Tôn Đức cũng thực hiện nghi lễ thỉnh chư Phật, chư Thánh và hội đồng Trần Triều. Sông Lục Đầu và bến Vạn Kiếp, xưa kia là phòng tuyến quan trọng bậc nhất, bảo vệ kinh thành Thăng Long. Năm nay, trong bối cảnh dịch Covid-19, nghi lễ được tổ chức gọn nhẹ, đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch.